Đang vào cao điểm mùa khô, công trình xây dựng cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành cũng đang gấp rút thi công gói thầu đào đắp tạo mặt bằng sân bay. Việc thi công sân bay Long Thành đã gây bụi hàng chục km, ô nhiễm vượt nhiều lần cho phép, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở vùng lân cận. Từ sau Tết đến nay, thời tiết nắng nóng kèm theo những cơn gió đã khiến cho tình trạng ô nhiễm, bụi bẩn càng thêm nghiêm trọng. Như quý vị có thấy, một ngôi chợ ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, hầu hết là các mái nhà đều phủ màu đất đỏ. Khoảng một tháng qua, gia đình bà Tám, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, kinh doanh tạp hóa nhưng lâm vào cảnh ế ẩm do bụi bám hàng hóa, thực phẩm. Mỗi ngày bà Tám đều phải lau dọn nhưng vẫn không hết bụi. Ý dạ, cô bán quán vậy chứ y như cô làm rẫy vậy. Còn hơn cô làm rẫy nữa. Mình mẩy rồi là bụi không, đất đỏ không. Ngày cô lau cứ thấy đỏ là cô lau, rồi cô chán rồi cô để đó thôi. Rồi tới chiều 5 giờ rưỡi cô lau lợn. Cô có biện pháp nào để che chắn này không hay là để gì luôn? Hả? Cô để vậy chứ giờ che làm sao? Giờ đâu có che gì, lấy gì đâu mà che. Nhà nào cũng bị hết, chứ không phải là nói ra mình cô. Nó bụi khủng khiếp lắm, buôn bán này kia đồ không có ấy được. Vậy giờ sống đảo lộn hết. Tại khu vực trung tâm xã, trường tiểu học Bình Sơn là nơi chịu nhiều ảnh hưởng từ bụi nhất. Đến giờ tan học trưa, màu áo trắng của các em học sinh đều chuyển sang màu đỏ. Ngày nào cũng vậy hết á. Ngày nào cũng dơ về nhà, đầu ngâm nước tẩy rồi giặt xong, đầu sáng đi học trưa lại là vậy nè. Một ngày là mấy cháu phải thay áo bao nhiêu lần? Thì cứ buổi sáng một cái, chiều một cái. Với lại tụi nít nó sổ mũi mà đến nổi mà lỗ mũi nó mà vàng khè luôn trong lỗ mũi luôn á. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bụi đỏ công trường dự án đã bị gió, lốc xoáy kéo đi hàng chục cây số, tràn sang cả huyện Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa. Để hạn chế bụi trong quá trình thi công, các nhà thầu đã huy động khoảng 50 xe bồn tưới nước. Tuy nhiên, giải pháp này gần như không mang lại hiệu quả. Bụi vẫn theo gió phủ khắp các khu dân cư.